một lần nữa chúc mừng năm mới. Và năm mới đã đến, chúng ta lại có một cái mục tiêu tiếp theo, là đó là đưa cơ thể của chúng ta trở về với trạng thái sạch trước Tết. Trong suốt những cái ngày Tết qua thì chúng ta đã ăn rất là nhiều những cái thứ khác nhau, dưỡng chất mình nghĩ là những món rất là ngon, những thứ rất là bổ vào trong cơ thể. Anna đã nói cái câu này nhiều lần rồi và lần này vẫn phải nhắc lại, đó là cơ thể của chúng ta bây giờ nó chẳng khác gì một cái thùng rác cả. Và cái mùi của hệ tiêu hóa của chúng ta nhé, tức là cái mùi ở trong đường ruột của chúng ta, bạn sẽ thấy rằng là bạn hãy hình dung đến cái thùng rác của mình vào cuối ngày á, nó hôi như thế nào thì cái mùi đường ruột của chúng ta cũng đang hôi như thế. Chúng ta ăn là ăn cua này, ăn tôm này, ăn thịt bò, ăn thịt gà, ăn rất là nhiều những thứ khác nhau, ăn sống rồi ăn đồ đã chế biến, và nó đều, nếu như bạn thấy là thùng rác của mình mà chỉ cần để quá một ngày thôi thì bạn sẽ cảm thấy cái hương vị nó ngào ngạt như thế nào rồi. Nhưng tất cả những cái đồ mà Anna vừa nói, nếu vào bên trong cơ thể mình ở một mức độ vừa phải thì cơ thể của mình sẽ tự biết cách để điều chỉnh và loại bỏ những cái thứ dư thừa không cần thiết. Nhưng nếu ở một cái lượng quá lớn, nó ngoài cái tầm kiểm soát của cơ thể mình, thì nó sẽ vẫn đọng lại ở trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta, cụ thể là đường ruột, cụ thể là đại tràng của chúng ta. Và bạn hãy hình dung với cái mùi hôi của cái thùng rác trong gia đình sau 2 ngày với cái mùi hôi ở trong cái đường ruột của chúng ta khoảng 1 tuần, nó vẫn đọng lại ở trong đó, thì nó sẽ gây ra được những cái gì, những trở ngại gì cho cơ thể. Nếu mình có cách để giải quyết ngay thì mọi thứ nó sẽ trơn tru trở lại, không có vấn đề gì. Còn nếu cứ năm này qua tháng kia, cứ lễ hội này đến lễ hội nọ, mình cứ luôn luôn mình bỏ bê cơ thể và mình để mặc kệ cho nó tự thích làm gì thì làm, cũng chả khác gì mình nuôi một đứa trẻ mà mình mặc kệ cho nó làm thế nào, gọi là tự sinh tự diệt, tự ăn tự lớn. Cơ thể của mình thì khác. Chúng ta muốn là đến khi chúng ta già hơn, chúng ta vẫn phải khỏe mạnh, chúng ta vẫn tràn đầy năng lượng, da chúng ta vẫn đẹp, tóc của chúng ta vẫn đẹp, chúng ta không bị một cái bệnh nào cả. Nếu mà chúng ta muốn như thế thì chúng ta phải biết cách hỗ trợ cơ thể giải quyết những cái tồn đọng này. Và cái cách mà chúng ta giải quyết là gì? Rất đơn giản, đưa cho những cái cơ quan có cái nhiệm vụ thải độc, đào thải độc tố, những thứ mà nó cần. Nó cần vitamin, cần muối khoáng, cần enzyme, cần những cái chất mà chống oxy hóa, cần chất xơ, luôn luôn là như vậy. Và khi mà bạn đưa được vào như thế thì thông qua những cái ngày detox. Ngày detox thì bây giờ trên thị trường có rất là nhiều những cái phương pháp detox khác nhau, và rất là nhiều những cái công ty vô cùng chuyên nghiệp có thể giới thiệu với bạn. Nếu bạn quan tâm đến trường phái detox của Yobo thì Anna xin giới thiệu với bạn những cái mẹo detox sau đây để bạn có thể giảm được cân hiệu quả, giảm được lượng độc tố hiệu quả ngay sau Tết. Và với nếu như bạn áp dụng trong 3 ngày với phương pháp detox của Yobo thì bạn có thể giảm được từ 2 thậm chí là đến 4kg nhé. Đó, và bạn biết rằng là nếu như 2 đến 4kg đó nó chỉ mới là lượng độc tố và nó chưa thực sự là một phần của chúng ta, nó được loại ra ngoài nhanh, ngay và luôn thì nó sẽ không để lại cái vấn đề gì cả. Còn nếu như mình để lâu quá mình không làm á thì nó sẽ trở thành một phần của cơ thể và lúc đấy chúng ta sẽ phải giải quyết nó một cách đầy thách thức, nhiều thách thức và cần thời gian dài hơn. Vậy trong 3 ngày detox này chúng ta sẽ làm gì? Về chi tiết thì Anna có làm một cái clip là detox 3 ngày và đã giới thiệu tất cả những loại rau củ quả mà Anna sẽ sử dụng ở trong những cái ngày detox đó. Hôm nay thì Anna xin giới thiệu sơ qua lại và bạn hãy nhớ tìm xem lại cái clip chi tiết kia nhé. Trong 3 ngày này, thứ chúng ta đưa vào cơ thể hoàn toàn đến từ thực phẩm tươi. Chúng ta sẽ uống một ngày khoảng 5 chai nước ép, mỗi chai khoảng 300ml. Sau đó bạn sẽ ăn thêm cái lượng rau củ quả đến từ những danh mục thực phẩm tàng hình. Bạn sẽ ăn thêm là tùy theo trọng lượng cơ thể. Ví dụ bạn nặng 50 cân thì bạn sẽ ăn thêm một ngày 3 bữa, mỗi bữa 5 lạng rau củ quả tươi. Còn nếu như bạn nặng 60 cân thì bạn sẽ ăn một ngày 3 bữa, mỗi bữa khoảng 6 lạng rau củ quả tươi. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu bạn cảm thấy quá đói và cảm thấy là khó tập trung thì bạn hãy nhớ rằng là chúng ta có thể ăn tinh bột từ những cái loại hạt. Ví dụ như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ bạn có thể ăn. Và mình có thể ăn những cái loại hạt như là hạnh nhân, mắc ca, óc chó.
hạt điều, những cái điều đó, những cái hạt đó nó sẽ khiến cho mình cảm thấy đủ no. Và cách ăn là mình ăn tất cả những loại này chỉ khoảng từ 8 cho đến 16 hạt cho một lần, và một ngày mình ăn 2 lần như vậy. Tức là nó nằm đâu đấy ở trong vòng một nắm tay nhá. Nếu mình ăn nhiều hơn thì rất dễ có cái nguy cơ là chúng ta sẽ bị đầy bụng và lại cảm thấy khó chịu. Và tiếp theo, sau khi mà bạn đã thực hiện detox bằng rau củ quả như vậy thì Anna có thêm hai cái mẹo để giúp bạn có thể thải độc nhanh hơn cho những cái ngày sau Tết. Đầu tiên là bạn cần xông hơi. Bạn xông hơi nó sẽ giúp cho giãn nở cái lỗ chân lông, và da cũng là một trong những cái cơ quan bài tiết rất là quan trọng. Bạn không cần phải xông hơi quá nhiều, bạn cũng nên xông hơi từ 1 đến 2 lần một tuần thôi. Bởi vì khi mà xông hơi thì nó cũng làm giãn nở lỗ chân lông, và vô hình chung thì cái da mặt của chúng ta nó cũng bị, cái lỗ chân lông cũng có thể là bị giãn nở to ra. Và nhớ là bổ sung nước kịp thời sau mỗi lần mà bạn đi xông hơi nhé. Và điều thứ ba, cái mẹo thứ ba bạn cần phải quan tâm, đó là bạn cần phải tập thể dục. Đối với cái tập thể dục này á, nó là một cái loại thể dục làm sao đó để giúp bạn có thể toát được mồ hôi ra, để những cái độc tố nó từ đó nó đào thải ra ngoài qua cái tuyến mồ hôi. Một cái mục đích tiếp theo là việc tập thể dục sẽ làm cho các chu trình bên trong cơ thể nó diễn ra nhanh hơn và trơn tru hơn. Như vậy thì dinh dưỡng sẽ được đưa đến các tế bào, và những chất thải, những cái cặn bã sẽ được đưa ra bên ngoài. Với cái việc vận động, uống đủ nước và cung cấp đầy đủ chất xơ như phương pháp Anna vừa giới thiệu, nó sẽ làm cho việc đi tiểu của bạn thuận lợi hơn. Và dù thế nào thì mình đã đưa vào bên trong cơ thể của mình rồi, mình phải chứng kiến là nó được loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Sau đó thì những cái vitamin, enzyme, muối khoáng từ trong thực vật nó sẽ tiếp tục làm những cái việc làm sạch ở cấp độ tế bào. Còn ở đây mình cũng phải loại bỏ được ra khỏi cơ thể những cái phần thải cứng, thải rắn mà chúng ta đã đưa vào trong suốt những cái ngày nghỉ Tết. Và cái việc tập thể dục như vậy mình nên tập như thế nào? Bạn có thể chọn bất cứ môn nào, bạn không có thời gian thì bạn có thể xem ở trên YouTube. Anna rất là thích bộ môn Zumba, tại vì nó vận động ở cái vùng eo và làm cho chúng ta có một cái vòng hai săn chắc. Bạn cũng có thể tập những cái bài cardio, nhưng mà bài cardio thì nó hơi bị nhàm chán. Còn Zumba, nếu bạn muốn tập khoảng 1 tiếng 30 phút thì bạn sẽ có rất là nhiều những cái bài nhạc khác nhau. Do đó là bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Mình có thể rủ thêm là chồng mình này, rủ thêm con mình, rủ thêm chị em gái của mình, thì mình có thể cùng bật YouTube lên và cùng tập. Hoặc bạn có thể đến phòng tập, hoặc bạn có thể đi bộ, hoặc bạn có thể chạy bộ. Nhưng mà bạn cần phải duy trì nó liên tục trong một tuần liền. Ngay sau Tết, bạn phải duy trì cái việc tập thể dục đó liên tục trong một tuần. Bạn nên tập khoảng 1 tiếng rưỡi, bao gồm cả khởi động và giãn cơ sau khi tập. Nếu như những cái giai đoạn khác bạn có thể không đi tập, nhưng mà riêng cái giai đoạn này để hỗ trợ cho cơ thể thải độc tốt nhất, thì bạn cần phải lưu tâm rằng là mình hãy duy trì nó trong vòng một tuần. Đó là một trong những cách để mà mình cảm ơn cơ thể của mình đã có một cái dịp nghỉ lễ rất là thiếu, thực ra là bị thiếu khoa học trong chế độ sinh hoạt, nhưng mà nó đã hỗ trợ mình làm theo những gì mà mình muốn, thì bây giờ mình phải hỗ trợ cơ thể của mình làm theo những thứ mà cơ thể cần. Và chỉ vậy thôi, nếu bạn thích thông tin này thì bạn hãy cho Anna một like, hãy share, hãy rung chuông và hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi nhé. Hãy làm theo mẹo này và chắc chắn bạn sẽ giảm được từ 2 cho đến 4kg chỉ sau 3 ngày. Và tiếp tục duy trì được cái việc thải độc đó trong suốt một tuần đầu mà bạn tập thể dục, luyện tập sau khi mà kết thúc dịp nghỉ lễ. Một lần nữa, kính chúc bạn có một năm mới thật là thành công và nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.